chào bà con và quý khán giả đã dành thời gian đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin sẽ cập nhật liên tục những thông tin về nông nghiệp. Hôm nay bản tin có thông tin nào nổi bật? Mời bà con và quý khán giả điểm qua cùng chúng tôi. Nhà vườn trồng cà phê có thể vui về xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn tăng mạnh trở lại. Cà chua tại vườn tăng giá, nông dân vui mừng chăm sóc và thu hoạch trái. Nông dân Tiền Giang trúng đậm mùa mít Thái siêu sớm thu tiền tỷ. Lâm Đồng sẽ ban hành tiêu chuẩn nhà kính giúp nông dân thuận tiện đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó là chính sách vay vốn hỗ trợ sản xuất cho nông nghiệp không cần thế chấp. Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu nở rộ tuyệt đẹp làm say lòng người chào thu ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Kính thưa bà con, cà phê chịu tác động rất là lớn từ thị trường của thế giới. Giá giảm sâu trong thời gian rất là dài do đầu ra bế tắc. Tuy nhiên thì nông dân bắt đầu có hy vọng trở lại vì trong tháng 9 vừa rồi, lượng cà phê xuất khẩu sang Đức tăng gần 44%, còn sang Hoa Kỳ thì tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã đẩy giá cà phê nguyên liệu trong nước tăng mạnh được 37.000 đồng một ký. Thị trường cà phê được ban biên tập tổng hợp, mời bà con cùng tham khảo. Bộ Công Thương cho biết, ngày 9 tháng 10 năm 2018, giá cà phê Robusta nhân xô tăng từ 8,4 đến 10,4% so với ngày 10 tháng 9 năm 2018, lên mức 35.000 đến 36.100 đồng một ký. Tại các kho quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 có mức giá 37.200 đồng một ký, tăng 9,7% so với ngày 10 tháng 9 năm 2018. Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng một tháng nữa, Việt Nam sẽ bước vào vụ thu hoạch niên vụ 2018-2019, khi đó nguồn cung sẽ tăng. Xuất khẩu cà phê cả nước lũy kế 9 tháng năm nay, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt 1.901 đô la Mỹ một tấn, giảm 16,2% so với 9 tháng năm ngoái. Nhà vườn trồng cà phê ở Lâm Đồng nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung đang kỳ vọng có lời để mà bù lỗ cho những năm qua. Riêng nhà vườn trồng chè thì lại đang đi vào khốn khó. Hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 12.700 hecta chè, giảm gần 45% so với năm 2013. Nhưng mà năng suất thì đạt 118 tạ một hecta, tăng hơn so với năm 2013 và sản lượng đạt 145.000 tấn. Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết nguyên nhân của tình trạng sụt giảm đáng kể diện tích canh tác chè là do tình hình tiêu thụ, xuất khẩu chè của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá chè búp tươi giảm, hiệu quả kinh tế không cao nên các doanh nghiệp trồng chè trước đây đã chuyển đổi sang trồng cà phê, cây dâu tằm và cây ăn quả. Một số diện tích cây chè trồng xen canh cà phê cây ăn trái khi các loại cây trồng này cho thu nhập, nên nông dân đã phá bỏ cây chè để chuyên canh cà phê hoặc là cây ăn trái. Bên cạnh đó, ở một số địa phương diện tích đất trồng chè bị thu hồi để làm đường vành đai, khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng trường học cũng đã góp phần thu hẹp diện tích cây chè ở Lâm Đồng. Nửa tháng vừa qua, giá cà chua tại Lâm Đồng đã có sự chuyển biến mạnh. Dịch bệnh hoành hành nên đa số các vườn cà chua của bà con nông dân tỉnh Lâm Đồng đã bị thiệt hại nặng nề. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho giá cà chua tiếp tục tăng nhanh. Nếu như cách đây một tháng giá cà chua chỉ vào khoảng 8.000 đến 10.000 đồng một ký, thì hiện nay giá tại vườn một ký cà chua như thế này đã là 17.000 đồng rồi. Giá cà chua tăng cao khiến cho nông dân rất phấn khởi và tăng cường đầu tư cho vườn. Hiện Lâm Đồng là vùng trồng cà chua lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, diện tích nhiễm bệnh xoăn lá ngày càng cao khiến cho nông dân phải nhổ bỏ bớt để canh tác các loại cây trồng khác. Dự đoán trong thời gian tới cà chua vẫn tiếp tục ở mức giá cao. Đang mùa nước nổi, nhiều vườn cây ăn trái ở một số tỉnh thành miền Tây đã bị thiệt hại do dở đê hoặc là không có đê bao. Còn nhà vườn trồng mít Thái ở Tiền Giang đã hoàn toàn chủ động được con nước. Bà con canh chừng, bảo vệ đê bao nên mít phát triển tốt. Thông tin giá mít Thái tăng cao chưa từng có dấu hiệu dừng lại là niềm vui khôn tả của nhiều nhà vườn hiện nay. Theo cập nhật, ở tỉnh Tiền Giang thì giá mít đã tăng ở mức kỷ lục, loại 1 là 70.000 đồng một ký, còn loại 2 là 55.000 đồng một ký. Nông dân trúng đậm, nhà vườn đang vui như trải hội. Thời điểm này, giá mít Thái siêu sớm dao động từ 55.000 đến 70.000 đồng một ký, tăng gần 2 lần so với năm ngoái. Với mức giá này, mỗi năm nhà vườn trồng mít cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng một hecta. Trái mít tăng giá là do thị trường xuất khẩu hút hàng. Trong khi đó, vào mùa nước nổi, sản lượng trái mít giảm nên cầu vượt cung. Toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 3.000 hecta cây mít, trồng tập trung ở các huyện vùng lũ như Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước. Hiện nay nhà vườn các địa phương này rất phấn khởi, đang tập trung gia cố đê bao chống lũ và triều cường, bảo vệ vườn mít.
Thưa bà con và quý khán giả, xuất phát điểm từ nông nghiệp nên thanh niên Hậu Giang đã có sẵn tính cần cù, chịu khó và đặc biệt là sự ham học hỏi, thích tìm tòi những cái mới, những mô hình sản xuất hiệu quả để mà làm giàu chính đáng cho bản thân cũng như là gia đình. Có một thanh niên, anh là một trong số 200 thanh niên tiêu biểu trong đội trí thức trẻ phát triển nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang đã lập nghiệp với mô hình trồng dâu tằm. Rõ ràng thì đây không phải là một loại cây chủ lực của tỉnh Hậu Giang. Nhưng mà chính yếu tố lựa chọn cây con giống mới lại là bí quyết thành công của chàng thanh niên Hậu Giang hiện nay. Mời bà con và quý khán giả cùng xem mô hình khởi nghiệp này được phóng viên chương trình ghi nhận sau đây. Không phân thuốc hóa học, ít tốn công chăm sóc, sau 5 năm bén rễ trên vùng đất Hậu Giang, những cây dâu tằm Đà Lạt này đã mang về cho anh Trần Văn Đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ loại cây đặc tính ưa mát, khí hậu ôn hòa ở vùng đất Ba Gian, anh Đạt nghiên cứu và thuần hóa để cây thích nghi với khí hậu miền Nam. Từ lúc mình đi Đà Lạt, mình thấy cái dâu tằm trái mà xứ mình ít có, nên mình tìm nguồn mình mua về. Là cái cây nó về nó bị sốc nhiệt, nó không có quen. Rồi nó lúc đầu nó khó sống, nó còi cọc. Rồi sau thời gian mình tìm hiểu và kỹ thuật đó, thì mình biết được cái đặc tính của nó. Nên mình trồng nó bây giờ theo cái đặc tính của nó, cái là mình thừng nó dễ. Và bây giờ mình nhân giống ra thì rất là dễ trồng, dễ là hiện điều kiện mà nhiệt độ của vùng miền Nam mình ở Cần Thơ mình đây. Mất 8 tháng thì cây đã bắt đầu cho trái. Tuy nhiên phải mất từ 3 đến 4 năm thì cây mới cho năng suất ổn định, màu sắc cũng như mùi vị của trái mới giống với dâu tằm Đà Lạt. Từ 15 cây giống ban đầu, nay anh đã phát triển lên 150 gốc. Mỗi năm vườn dâu tằm của anh cho thu hoạch chừng 1 tấn trái trên 3 vụ chính là tháng 3, tháng 7 và tháng 11, với giá 50.000 đồng một ký nhưng không đủ cung. Một ngày mình bẻ thì đi giao khách, người ta đặt qua mạng, tại mình xài Facebook đặt qua mạng. Thứ hai là người ta mua, người ta thấy ngon, người ta cũng dặn, có số điện thoại người ta dặn. Là một trong những người đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long thành công với loại trái này, hiện dâu tằm của anh được bà con ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận ưa chuộng và mong muốn được nhân rộng mô hình này. Anh Đạt cho biết là có thể chiếc cành bán khoảng 35.000 đồng một nhánh. Hiện anh đang nghiên cứu để phát triển thành các sản phẩm sau chế biến như rượu dâu tằm, siro với mong muốn sản phẩm được nhiều người biết đến. Rất vui gặp lại bà con trong tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Thưa bà con và quý khán giả, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư nhà kính là yếu tố khá là quan trọng. Hiện nay, thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận có khoảng 4.400 hectare nhà kính, chiếm gần 50% diện tích sản xuất nông nghiệp. Theo định hướng đến năm 2020, diện tích canh tác đào hoa trong toàn tỉnh khoảng 20.000 ha, trong đó thì 75% diện tích ứng dụng công nghệ cao. Điều này đồng nghĩa với việc phát triển nhà kính ngày càng nhiều hơn. Vậy, một nhà kính có quy chuẩn nhất định nào không? Thưa bà con, chúng sẽ có những quy định và quy chuẩn cụ thể. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, nông dân làm nhà kính sản xuất nông nghiệp theo kiểu tự phát mà không có một quy chuẩn cụ thể nào, chủ yếu là che nắng, che mưa và hạn chế côn trùng. Chỉ có một số ít diện tích nhà kính của các doanh nghiệp được đầu tư bài bản. Vì vậy, việc hình thành hệ thống nhà kính đúng tiêu chuẩn liên quan mật thiết đến hiệu quả của vùng nông nghiệp công nghệ cao mà tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng. Từ thực tế này, tỉnh Lâm Đồng giao cho ngành nông nghiệp xây dựng quy chuẩn trong xây dựng nhà kính để ban hành trong thời gian tới. Theo đó, sẽ có 7 kiểu nhà kính cơ bản áp dụng cho quy mô hộ gia đình đến doanh nghiệp. Đã cất nhà kính đúng quy chuẩn, nông dân sẽ cần vốn để sản xuất. Thưa bà con, từ ngày 25 tháng 10 năm 2018, cá nhân hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa là 200 triệu đồng, thay vì trước đây chỉ là 100 triệu đồng. Cụ thể, cá nhân hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về nông nghiệp được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa 100 triệu đồng, thay vì trước đây là 50 triệu đồng. Đây là những điểm mới nổi bật được quy định ở Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghị định cũng bổ sung quy định doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có thể được ngân hàng xem xét cho vay, không cần tài sản bảo đảm tối đa 70% giá trị của dự án phương án. Nói đến xứ sở ngàn hoa thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Đà Lạt, Lâm Đồng đúng không Minh Thiện? Và ở đây thì dường như hoa gì cũng có.
người dân và chính quyền địa phương còn nhập cả những giống hoa từ nước ngoài về để thuần dưỡng, làm đa dạng chủng loại. Nhưng mà điển hình một số loại mà khi nhắc đến Đà Lạt thì nó như một cái biểu tượng vậy, như là hoa giả quỳ, cẩm tú cầu. Và cẩm tú cầu thì đang vào mùa nở rộ rất là đẹp. Khi đứng trong một cái cánh đồng hoa tuyệt đẹp như thế, không biết là anh có cảm nhận như thế nào hay không? Cảm giác rất là thú vị và như mình đang bay bổng trên một thiên đường vậy đó. Có thể thả hồn và tận hưởng không gian rất là tuyệt đẹp. Thưa bà con và quý khán giả, nếu như mà ai muốn có cảm giác ngắm hoa của riêng mình thì hãy đến cánh đồng hoa nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chưa đầy 15 cây số. Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu là một địa điểm tham quan rất là thú vị để chụp những bức ảnh đẹp, đặc biệt là trong thời tiết mát mẻ vào thu như hiện nay. Tọa lạc tại xã Xuân Thọ, một xã nằm ở phía đông của thành phố Đà Lạt, vườn hoa Cẩm Tú Cầu rộng hơn 2 hecta là một địa điểm tham quan còn khá mới ở thành phố ngàn hoa. Từ trung tâm thành phố đi dọc theo quốc lộ 20 hướng về Trại Mát, đi qua ga Trại Mát tầm 500m sẽ bắt gặp bảng hướng dẫn đi vào cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu nằm phía bên trái. Ban đầu những cánh đồng hoa như thế này chỉ là nơi người dân nuôi trồng cây, sau khi được nhiều người tìm đến mới trở thành một địa điểm du lịch. Thông qua mạng xã hội và các website du lịch trực tuyến, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là các du khách trẻ tìm đến đây để tham quan và lưu giữ lại những bức ảnh đẹp khi ghé thăm thành phố Đà Lạt. Hoa Cẩm Tú Cầu còn có tên gọi khác là Dương Tú Cầu hay Dương Tử, là một loại hoa có nguồn gốc từ các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hoa được du nhập vào Việt Nam từ lâu và được trồng nhiều nhất là ở khu vực tỉnh Lâm Đồng. Loại hoa này có cánh mỏng manh, chen chúc kề nhau tạo thành từng chùm tròn. Vẻ đẹp của loài hoa này được nhiều người yêu thích và được trồng rộng rãi trong các vườn hoa, vườn cảnh, đặc biệt là được dùng làm hoa cưới. Giới vé vào cửa tham quan là 15.000 đồng một người. Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu được dự đoán là một địa điểm du lịch độc đáo và thu hút nhiều du khách trẻ trong năm nay. Vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng nhưng mà cũng khá mong manh của hoa Cẩm Tú Cầu Đà Lạt đã thay lời chào tạm biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633 829 930. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.